close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on welcome cả anh em trở lại kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với game siêu sao Thăng Quốc thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 5 và ngày 6. Video này thì anh em chú ý cho mình mấy cái cơ bản sau đây. Như anh em thấy ở đồ ô, hôm nay mình không máu quay thêm 400 vé rút thưởng chơi hết. Mình còn làm thêm hơn 100 vé rút thưởng nữa. Để cho anh em xem luôn. Để hôm nay mình đã lên quan ngân bình level 255. Giờ mình sẽ dồn 4 con còn lại lên level 100. Sau mình dồn từng con lên 1. Hiện tại này mình ý, nếu mà có đủ tiểu kiều chắc mình sẽ lên luôn bậc 7. Mà hiện tại chỉ có một con. Tuần sau ra thêm 3 con nữa mới đủ lên bậc 7. Nếu mà không đủ 7 khéo khi mình sẽ lên ra gắt cẩn. Tại vì tuần thứ hai nó sẽ có sự kiện lương tướng từ bậc 3 lên bậc 7. Mình nhớ bậc 7 anh em sẽ được một đá cam. Cái đá trong trang bị em ơi. Cái trang bị này. Cái game này nó tên là thần ấn. Lên bậc 7 là sẽ được một thần ấn cam cộng với một phôi tướng. Và lên bậc 6 anh em sẽ được một set trang bị đỏ. Mở đầu game anh em muốn ghép lên trang bị đỏ khá tốn nhiều đồng. Mà có đồng cũng chưa chắc anh em đủ trang bị để ghép lên. Nên là tuần thứ hai mà có set trang bị đỏ cho anh em cày khá là ngon. Để tại ngân bình mình mới đeo trang bị 3 sao ơi. 3 sao lên 4 sao. Không biết game này có 5 sao không? Thợ rèn này. Đây từ 4 sao nó sẽ lên luôn trang bị đỏ 1 sao. Tính ra bậc 6 cũng không phải quá ngon. Còn về hóa chắc mình sẽ cho làm phui. Có chơi chắc mình chơi quách gia. Này mình đang thiết kế lên team phép. Nên là không có chơi con tàu phi. Còn hệ mộc thì mình sẽ lên con Hoàng Nguyễn Anh. Đề tại Nguyễn Anh đá bậc 3. Cộng với 3 copy. Tức là còn thiếu 3 copy nữa là mình sẽ đủ lên bậc 7. Mà có ra cũng chưa đủ phôi em ơi. Về bầu này mình sẽ lên từ từ. Tuần sau ấy, nếu mà đủ tiểu kiều mình lên tiểu kiều bậc 7. Không đủ mình sẽ lên ra gắt cẩn. Mình nhớ lên bậc 7 tính cả con cơ bản tổng cộng là có 8 con. Ra cát mình là có 6 con rồi. Tuần sau quay kiểu gì cũng thêm 5-6 con nữa. Nên là về phần tướng thừa là không lo. Còn về phôi đến tuần sau mình nghĩ chắc sẽ đủ bậc 7 thôi. Không đủ mình sẽ trùng sinh tôn quyền xuống. Và ngày 6 anh em chú ý cho mình quần hùng tranh bá. Về phần này khá ít anh em để ý. Trước khi nói này mình sẽ soi qua cho em về phần gia tộc. Đây kho báu này cho anh em xem chi tiết. Đây hôm nay chỉ có mình thôi em ơi. Đây mình đặt vào mảnh tướng này. Mình rút vé thường 50 nhiều không? Nói chung là phải tầm hơn 500 vé. Như em thấy ở đầu video là hơn 400 vé. Xong rồi mình còn làm thêm hình như phải tầm 150 đến 200 vé nữa. Nói chung là khá nhiều. Game này nếu anh em mà cày một gà ấy thì ngày 6 ngày 7 sẽ lên được max một con level 255. Nếu mà cày nhiều hơn thì anh em max level khá là nhanh. Nói chung là anh em mà có thời gian để chú ý cho mình, gà anh em cũng không tốn nhiều thêm đâu. Anh em chỉ cần chạy map rồi trong nhiệm vụ thám hiểm anh em nhận ngọc cộng với vé rút thưởng thôi. Game này trong gia tộc anh em sẽ không cho vé quay tướng được, có cho chỉ cho vé rút thưởng thôi. Quần hùng này thì nó sẽ đánh từ 16 giờ đến 22 giờ, từ ngày thứ 6 và đánh trong vòng 1 tuần. Nếu anh mà để ý được vào top thì quá rất là ngon. Đầu tiên là về bảng xếp hạng server này, thì tại server mình đang top 1, server 29 và 27, không có ai ăn luôn, có được một thành cơ bản. Đây bảng xếp hạng này, top 1 được 1.000 ngọc. 10 cuốn sách kỳ lạ. Cuốn này anh em để trên mộ võ tướng. Cộng với 10.000 điểm chiến công. Chiến công để anh em đổi tiệm. Duy em ơi, bảng xếp hạng tướng. Về phần này thứ 6 anh em cố gắng on 16 giờ. Rồi anh em di chuyển đánh từng thành một.
Về phần là di chuyển, anh em đừng có di chuyển quá nhiều. Khi mà anh em đứng ở thành nào đấy, anh em sẽ được chiếm thành tiếp theo. Tức là anh em sẽ không mất vé di chuyển, là anh em cố gắng thiết kế làm sao ấy tối ưu vé di chuyển càng nhiều tốt. Ví dụ như mình ở thành này phải không? Mình sẽ ăn cái thành dưới này này. Rồi mình sẽ chuyển sang thành này. Đấy, mình cứ đi lần lượt, thiết kế làm sao ấy đi một vòng mà mình không tốn vé di chuyển. Còn về mấy bảng xe kia quà cũng rất là ngon. Đây 15 vé quay, danh hiệu. Danh hiệu tăng thêm 3% công cộng với 3% HP. Ngon không? Quá ngon luôn. 15k quốc chiến này. Tiếp đến là rìa địch 15 vé quay. Được thêm danh hiệu 3% công, 3% HP. Ơ khoan á. Danh hiệu khác em ơi. Tức là anh em mở được top 1 là sẽ thêm hai danh hiệu. Làm 6% công, 6% HP. Chưa hết em ơi, bên sát thương là cũng có thêm danh hiệu tăng 3% công, 3% HP. Danh hiệu này trong vòng 7 ngày, tức là nếu anh em mở được top 1, 3 loại là tăng thêm 9% công, 9% HP. Chưa kể bảng xếp hạng sát thương nó được rất nhiều ngọc. Top 1 được 3.000 ngọc, top 2 được 2.000, top 3 được 1.000. Đầu top 3 được 1.400, top 4 đến top 5 được 1.000. Đây anh em hãy chú ý cho mình. Đây tại arc này của mình ý, xếp hạng tướng đang top 2. Giờ chắc mình sẽ quăng canh lên nữa top 1. Bảng xếp hạng diệt địch mình đang top 1 này. Bảng xếp hạng sát thương mình đang top 2. Nếu mà thiết kế được top 1 thì thêm khá nhiều tài nguyên cộng với chỉ số. Chú ý cho mình về phần này. Còn là về tướng như đầu game mình đã nói, anh em nhớ tuần sau nó sẽ có sự kiện anh em nâng tướng từ bậc 3 đến bậc 7 lên ngày thứ 6 cộng với ngày 7 mà anh em đủ lên con lên 9 bậc 7, anh em đừng lên vội. Anh em đợi ngày 8 lưng nó sẽ ngon hơn. Đấy video anh em chú ý cho mình về sự kiện là lương tướng tuần sau. Ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. Create a song. I don't wanna miss a beat.
struggles till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Through the highways, till my shadow turns to sun.